Cao Văn Vinh là ai mà TikToker Duy Phạm luôn miệng nhắc đến? Đỗ Khánh Vân lên tiếng xin lỗi sau phút nồng nổi, màn gáp trả review nhất cái nách của Thái Công. Ballerina fan gây tranh cãi vì sống như thời phong kiến. Loạt sao Việt có bố mẹ là quân nhân, bộ đội. Cao Văn Vinh là ai mà TikToker Duy Phạm luôn miệng nhắc đến? Cá chép hóa rồng sau thời gian khó khăn. Mới đây trên kênh TikTok của TikToker Duy Phạm, anh chàng chia sẻ câu chuyện tốt nghiệp của mình. Bên cạnh đó, anh chàng còn luôn miệng nhắc đến một cái tên, đó là Cao Văn Vinh. Theo Duy Phạm chia sẻ, người bạn của anh chỉ vừa mới tốt nghiệp đã được kêu gọi về bệnh viện để làm việc. Được biết Cao Văn Vinh là tân cử nhân y khoa trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Anh chàng là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Quê của chàng trai này ở xứ biển Thạnh Phú, Bến Tre. Cha mẹ trồng lúa, nuôi tôm và đánh bắt hải sản trên biển gần bờ nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Gia cảnh khó khăn nên ngoài giờ học, Vinh phụ giúp cha mẹ nhiều công việc, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ học. Với anh, chỉ có học mới hy vọng thoát nghèo và đền đáp cho cha mẹ. Anh đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và năm 2018 trúng tuyển vào ngành y đa khoa, trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Biết được hoàn cảnh của Vinh, thầy cô trường Trung học Phổ thông Lê Hoài Đôn đã kết nối với những mạnh thường quân để xin học bổng cho anh. Và may mắn, Vinh được hỗ trợ học phí trong suốt 6 năm học vừa qua. Anh chàng từng làm thêm ở quán cà phê, tự làm sữa bắp, nước ép đem bán kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí. Làm thêm nhiều nhưng Vinh vẫn duy trì điểm số cao, được nhận xét là nhiệt tình, ham học hỏi. Đỗ Khánh Vân lên tiếng xin lỗi sau phút nồng nổi, tự viết thư tay để bày tỏ sự thành tâm. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân của mình, Đỗ Khánh Vân vừa đăng tải hình ảnh với bức thư tay do chính cô viết với nội dung xin lỗi sau những hành động thiếu suy nghĩ của cô. Được biết trước đó Khánh Vân từng đăng tải hình ảnh nhạy cảm với dòng trạng thái tiễn biệt Bác Trọng, hành động này đã tạo nên một làn sóng vô cùng dữ dội từ phía cư dân mạng. Sau khi để mọi việc lắng xuống, Đỗ Khánh Vân đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Cụ thể cô viết: "Lời đầu tiên, cho con được gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất tới Bác Tổng Bí thư, gia đình Bác và toàn thể quý vị khán giả. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, con đã có hành động sai phạm trên trang mạng xã hội, đó là thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện trên trang fanpage mà chưa suy nghĩ thấu đáo rằng nội dung hình ảnh là không phù hợp. Bản thân là người của công chúng, nhưng con lại chưa có sự cẩn trọng trong từng hành vi của mình, đặc biệt là ở thời điểm cả nước đang trải qua nỗi mất mát quá lớn." Cô cũng cho biết thêm thời gian qua cô cũng rất chai dứt và thất vọng về hành động của bản thân. Khánh Vân phải đợi mọi việc được lắng xuống thì cô mới dám bộc bạch lời xin lỗi chân thành. Cô cũng cho rằng sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sửa chữa lỗi lầm bằng những hành động thiết thực hơn, sống đúng lý tưởng của Bác dạy và có ích cho xã hội. Trong thứ này cũng được nhiều khán giả tỏ ý đồng tình, không nhận quá nhiều gạch đá như trước kia. Màn gáp trả review nhất cái nách của Thái Công. Màn review trà vải Thái Công gây sốt vì quá dứt khoát và thẳng thắn. Gần đây, màn review trà vải ở cửa hàng của Thái Công của một cô gái bất ngờ viral bởi quá thẳng thắn và dứt khoát. Chỉ với đúng một câu nhận xét ngắn gọn cùng biểu cảm hài hước, clip review vỏn vẹn chỉ 18 giây của cô nàng này đã nhận về hơn 168,5 nghìn lượt yêu thích. Mở đầu clip, cô nàng này đã chia sẻ rất dứt khoát và đúng trọng tâm. Sau đó, cô đã thử uống món trà vải. Cứ ngỡ sau đó sẽ là những nhận xét và review chi tiết, nhưng không ngờ cô nàng đã chốt lại bằng một câu rất ngắn gọn khiến người xem sốc ngang: "Mình không thích trà vải ở đây." Trước màn review trên, Thái Công cũng đã làm một video với nội dung tương đồng để đáp trả. Chỉ có một điểm khác biệt là câu kết, thay vì câu "Mình không thích trà vải ở đây" thì Thái Công nói rằng "Ngon nha, mình thích trà vải ở đây." Cả hai đoạn clip của cô gái trên và Thái Công về món trà vải đều đang viral và nhận được sự quan tâm của các cư dân mạng. Nhiều người đều bật cười trước màn review cà phê độc lạ của cô gái cũng như màn đáp trả của chủ quán Thái Công. Ballerina fan gây tranh cãi vì sống như thời phong kiến. Bỏ học trường danh giá thế giới, về quê làm nông, cuộc sống chỉ vây quanh chồng và con. Với những người thích xem video về cuộc sống nông thôn trên mạng xã hội, Hannah Nileman được biết đến nhiều hơn với cái tên Ballerina Farm, sinh năm 1990, người Mỹ, không phải là một nhân vật xa lạ. Cô gây ấn tượng với hình ảnh một người phụ nữ của gia đình, ở nhà chăm sóc nông trại, làm bánh và có cả đàn con nhỏ vây xung quanh. Việc một nữ TikToker người Mỹ vốn là vũ công tài giỏi nhưng chấp nhận bỏ tất cả để trở thành người phụ nữ của gia đình. Vào ngày sinh nhật, cô muốn có vé máy bay đi Hy Lạp nhưng thay vì tặng vợ món quà này, Daniel lại tặng một chiếc tạp dề. Hay khi Hannah cũng muốn biến một nhà kho nhỏ ở nông trại thành phòng tập múa của riêng cô thì bây giờ nó lại trở thành phòng học cho các con. Nhiều người không hiểu vì sao một người từng giỏi giang đến thế lại chấp nhận để bản thân chịu thiệt thòi. Thậm chí không ít bình luận còn muốn đòi lại công bằng cho nữ TikToker này. Dù kết hôn với con trai tỷ phú, có nông trại, có hàng chục triệu người theo dõi, có công việc kinh doanh, nhưng cuộc sống của Hannah khá vất vả. Theo chia sẻ trong bài phỏng vấn,
cô phải tự làm mọi thứ cùng với 8 đứa con, không có người giúp việc hỗ trợ vì chồng không muốn có người lạ trong nhà. Dù Daniel cũng giúp đỡ việc nhà nhưng có khi Hannah bị ốm vì kiệt sức đến nỗi không thể ra khỏi giường trong vòng 1 tuần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người giỏi và có thể kiếm ra thu nhập như vậy chẳng phải việc sống thế nào là do cô ấy lựa chọn sao? Bởi người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, cư dân mạng thì cũng chỉ thấy những gì nữ TikToker kia đăng lên mà thôi, không phải sao. Ngoài ra cô ấy chịu ảnh hưởng của đạo mặc môn từ bé, nên việc lấy chồng làm trọng cũng là điều dễ hiểu. Loạt sao Việt có bố mẹ là quân nhân, bộ đội. Tấm gương để con cháu noi theo suốt cuộc đời. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Luôn kiên định dù drama ngập trời. Lý Nhã Kỳ, cha là đặc công chiến đấu tại rừng xác. Chắc hẳn ít người biết rằng chữ Lý trong nghệ danh của người đẹp hàng đầu showbiz Việt chính là tên của cha cô. Cha Lý Nhã Kỳ, ông Trần Ngọc Lý, từng là đặc công chiến đấu tại rừng xác trong chiến tranh Việt Nam. Cha cô được truy tặng danh hiệu liệt sĩ sau khi qua đời do vết thương chiến tranh tái phát. Chia sẻ về cha, Lý Nhã Kỳ từng tâm sự, ngày xưa, khi còn sống, ba luôn nói nếu mai này qua đời, ba muốn được về nghĩa trang này để có thể gặp đồng đội từng sát cánh, từng cùng ba vượt qua sinh tử. Ba tôi được công nhận là liệt sĩ là niềm hãnh diện lớn lao của cả gia đình. Mỗi khi về nhà, nhìn thấy tấm bằng tổ quốc ghi công, bằng chứng nhận gia đình liệt sĩ mà mẹ thờ cùng ảnh ba, tôi thấy giống như một lời răn rằng, ba đã cống hiến cuộc đời mình như thế đó, con cháu cần sống tốt để ba được hãnh diện. Lý Nhã Kỳ được bố rất tin tưởng, giao cho con gái út nhiệm vụ ở lại để lo cho mẹ và các chị. Tôi tự hào về ba không chỉ anh dũng ngoài chiến trận mà còn là người chồng, người cha tuyệt vời ở nhà, người đã ôm hết những đau khổ về mình chỉ để vợ con không bao giờ phải rơi nước mắt. Chính sự kiên cường của ba khi chiến đấu với những vết thương cắn xé ngày đêm ấy đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, tinh thần của tôi, hình thành nên tính cách mạnh mẽ của tôi, người đẹp Lý Nhã Kỳ tâm sự. Mẹ Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ, cô thừa hưởng nét đẹp và tính cách của bố, một người mạnh mẽ, quyết đoán và trọng lời hứa. Cũng vì vậy, trước khi qua đời, chồng bà rất tin tưởng và giao cho con gái út nhiệm vụ ở lại để lo cho mẹ và các chị. Chipu, tự hào có bố là bộ đội. Chipu, Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993, sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Bố cô là bộ đội, mẹ là giáo viên, ngoài ra Chipu còn có một chị gái hơn cô 11 tuổi. Chipu từng chia sẻ nhờ có sự dạy dỗ, chăm sóc của bố mẹ mà hot girl giữ được bản lĩnh vững vàng khi mới chập chững bước chân vào showbiz vốn đầy rẫy thị phi. Cô cho biết, Chi cảm thấy rất may mắn khi được bố mẹ dạy dỗ và bảo ban đúng truyền thống, để mình có nhân cách và phẩm chất tốt. Khi Chi bắt đầu dấn thân vào showbiz thì bố mẹ cũng lo lắng nhiều lắm, nhưng dần dần Chi đã chứng minh được con gái của bố mẹ đã dần tự lớn và quyết định cho bản thân. Nhưng dù Chi làm gì thì bố mẹ cũng vẫn luôn bên Chi cả, lúc nào cũng có chỗ dựa đằng sau nên yên tâm lắm. Nhờ có gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc, suốt 15 năm hoạt động showbiz, sự nỗ lực của Chipu trong việc thay đổi hình tượng hay chỉnh chu cho từng sản phẩm nghệ thuật là điều khán giả không thể phủ nhận. Vi Oanh, được dạy dỗ nề nếp vì có cha là bộ đội. Sinh ra trong gia đình nề nếp, ca sĩ Vi Oanh có cha là bộ đội còn mẹ cô cũng công tác tại một đoàn văn công. Tuy nhiên, sau một vụ hỏa hoạn, nhà nữ ca sĩ bị cháy, gia đình cô rời vào tình trạng kiệt quệ. Để kiếm sống, cha cô phải đi làm thợ mộc còn mẹ cô đi làm thuê quốc mướn. Nhờ trải qua một tuổi thơ cơ cực nên từ nhỏ nữ ca sĩ đã được rèn luyện nghị lực, ý chí vượt qua khó khăn để trở thành một ca sĩ thành công trong làng nhạc Việt như ngày nay. Hồi tháng 9 năm 2012, Vi Oanh hé lộ một vài chương được trích đăng trong quyển tự truyện sắp ra mắt, với nội dung kể về những kỷ niệm tuổi thơ khó nhọc của cô trong suốt thời gian cha mang bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đây cũng là nỗi mất mát lớn nhất đối với nữ ca sĩ đồng xanh từ trước đến nay. Sự ra đi của cha đã khiến cô bé Vi Oanh bồng bột nông nổi ngày nào thay đổi và trở nên trưởng thành, chín chắn trong cách sống. Và khi tự tay viết ra những kỷ niệm ngày nào ở bên cha, bản thân Vi Oanh cũng không thể kiềm được nước mắt và khóc tu tu như một đứa trẻ mỗi khi cô nhớ lại người mà cô yêu quý nhất.